Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe. Bom tấn của Song Hye Kyo lại tung hàng nóng, sốc với visual tuổi 40 của chị đẹp, đến Nhậm Mưa cũng xuất sắc luôn. Now We Are Breaking Up của Song Hye Kyo tiếp tục tung teaser thứ hai, hé lộ nhiều hơn về nội dung phim. Now We Are Breaking Up, bộ phim với sự góp mặt của cặp chị em Song Hye Kyo, Jang Ki Yong mới đây đã tung ra teaser dài gần 1 phút, hé lộ cụ thể hơn về cuộc sống, công việc của nhân vật chính. Đoạn teaser bắt đầu với một cái nhìn đầy đủ hơn về cuộc sống, công việc của Hai Yong Eun, Song Hye Kyo. Là một nhà thiết kế thời trang, cuồng quay cuộc sống khiến Yong Eun vô cùng bận rộn, khổ sở đến mức phải thốt lên. Không, không ổn đâu, suốt 10 năm qua tôi đã phải làm việc không ngừng nghỉ, đến chai cả các ngón chân. Tôi đã dồn hết sức mình vào việc này và làm tất cả những gì mình có thể. Đỉnh điểm là khi Yong Eun dầm mình dưới mưa, biểu cảm vô cùng đau khổ khi cô đã mất đi tất cả tình yêu của mình. Áp lực công việc, tình yêu đè nặng lên vai người phụ nữ này. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi cô gặp Yoon Jae-guk, Jang Ki-young, một nhiếp ảnh gia tự do. Người có thể sẽ đến rồi đi như một sự tình cờ hoặc trở thành định mệnh. Tất cả là do Yong Eun quyết định. Đây cũng là lúc Yong Eun thú nhận mình không thể hẹn hò và có một mối quan hệ bình thường. Cô cũng hỏi Jae-guk rằng tại sao anh luôn hạnh phúc đến như vậy. Cuối cùng có vẻ chính sự hạnh phúc của Jae-guk đã giúp Yong Eun mở lòng. Cô nhận ra một mối quan hệ bình thường cuối cùng cũng tìm đến cô. So với những màn nhà hàng trước đây, clip lần này giúp khán giả hiểu rõ hơn về mối quan hệ của cặp đôi chính. Đặc biệt Song Hye Kyo cũng có dịp khoe triệt để nhan sắc của mình, khiến khán giả choáng ngợp vì không thể tin rằng cô đã 40 tuổi. Phim sẽ lên sóng vào 12 tháng 11 trên SBS. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.